Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Mùa dịch tới thì chúng ta đang làm những công việc gì ạ? Có lẽ rằng chúng ta đang ở nhà theo cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đúng không ạ? Và nếu như trong mùa dịch này quý vị muốn sở hữu cho mình một chiếc xe ô tô thì đây có thể nói rằng là một thời điểm vàng, bởi vì giá xe đang giảm rất là sâu. Và tại Thành Long thì chúng tôi hỗ trợ tới tận răng luôn cho tất cả những quý khách hàng đang quan tâm tới những chiếc xe có mặt tại cửa hàng của chúng tôi. Giao xe tận nhà cho quý khách hàng check, cam kết về đâm đụng này, không ngập nước, bảo hành lên tới 12 tháng với động cơ hộp số máy móc. Và ngày hôm nay thì tại cửa hàng của chúng tôi đã về rất nhiều những mẫu xe để cho tất cả những quý khách hàng lựa chọn. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi đi vào chi tiết xem những mẫu xe đang có mặt tại cửa hàng là những mẫu xe gì. Đầu tiên là một chiếc xe mang thương hiệu đẳng cấp Mercedes-Benz, chiếc C200 sản xuất năm 2015. Chiếc xe này biển thành phố đang có mức giá là 959 triệu đồng. Một chiếc xe siêu đẹp. Nếu như chúng ta mua vào cái thời điểm khoảng tầm năm 2015 thì đăng ký xong khoảng tầm 1,5 tỷ gì đấy. Nhưng bây giờ đang có mức giá khá là hấp dẫn, 959 triệu đồng cho phiên bản Mercedes C200. Chiếc xe còn rất là mới và rất là đẹp ạ. Bây giờ chúng ta có thể nhìn một vòng cho chiếc Mercedes C200 sản xuất năm 2015 này. Hiện tại thì Thành Long cũng có rất nhiều những chính sách ưu đãi như là giao xe tận nhà cho khách hàng check xe, bảo hành về động cơ hộp số máy móc và giảm ngay trực tiếp 15 triệu cho tất cả mọi người đang mong muốn sở hữu cho mình những chiếc xe tại thời điểm này và cũng là tại Thành Long Auto của chúng tôi, Mercedes C200. Và ngay bây giờ hãy đi vào phía bên trong của cửa hàng của chúng tôi để theo dõi thêm có những mẫu xe nào tiếp theo. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.5 biển Hà Nội. Mazda CX-5 thì có rất nhiều những tính năng cao cấp hơn là phiên bản 2.0 như là HUD, hiển thị kính lái và cảm biến quanh xe. Và chắc chắn rồi, cảm giác lái cũng sẽ được nâng cấp nhiều hơn. Chiếc xe này màu trắng đang được Thành Long chào bán với mức giá là 909 triệu đồng và chúng tôi vẫn giảm trực tiếp 15 triệu đồng cho tất cả những khách hàng quan tâm tới những mẫu xe đang có mặt tại Thành Long. Mazda CX-5 phiên bản 2.5. Và bên cạnh đây là chiếc Mazda 3 phiên bản sedan biển Hà Nội, sản xuất năm 2017. Phiên bản này là phiên bản chưa facelift nha. Một mẫu xe cũng còn rất là đẹp, mới chạy đúng 2 vạn km thôi ạ. Chiếc xe này đã được chào bán với mức giá là 599 triệu đồng và cũng giảm ngay khoảng 15 triệu đồng cho tất cả những khách hàng quan tâm tới những mẫu xe đã có mặt tại Thành Long, Mazda 3 sedan sản xuất năm 2017. Và đứng ngay cạnh tôi đây đang là chiếc Mazda 3 hatchback cũng sản xuất năm 2017. Nhưng nó khác chiếc Mazda 3 sedan này là đây là bản facelift. Bản facelift thì đã có phanh tay điện tử và có rất nhiều những tính năng như là tính năng G-Vectoring để giúp cho người ngồi trong xe không bị say xe, cruise control và rất nhiều những tính năng mới được trang bị trên bản facelift. Bản hatchback này là biển tỉnh, đang được chào bán với mức giá là 599 triệu đồng, cũng giảm ngay 15 triệu đồng cho tất cả những khách hàng quan tâm và mua xe tại Thành Long Auto, Mazda 3 hatchback bản facelift sản xuất năm 2017. Và đây là chiếc Kia Cerato sản xuất năm 2016 phiên bản 2.0 biển thành phố. Một mẫu xe mặc dù là đời cũ thôi nhưng mà nó được trang bị nhiều những tính năng hơn so với phiên bản đời mới như là hai vị trí nhờ ghế cùng với rất nhiều những tính năng hiện đại, cruise control, cửa sổ trời, gương chống chói. Và chiếc xe này đã được Thành Long chào bán với mức giá là 559 triệu đồng, vẫn sẽ giảm ngay khoảng 15 triệu đồng cho tất cả những khách hàng quan tâm tới những mẫu xe tại Thành Long, Kia Cerato phiên bản 2.0, phiên bản cao cấp nhất sản xuất năm 2016. Và sau chiếc Kia Cerato này đang là một mẫu xe mà người Việt của chúng ta rất ưa chuộng, Toyota Altis phiên bản G sản xuất năm 2015. Phiên bản G biển Hà Nội đang được Thành Long chào bán với mức giá là 589 triệu đồng. Chỉ với 589 triệu đồng thôi và được giảm trực tiếp 15 triệu tiền mặt, hỗ trợ giao xe tại nhà để check, bảo hành về động cơ hộp số máy móc lên tới 12 tháng và hỗ trợ trả góp lên tới 70% cho chiếc Toyota Altis phiên bản 2015 màu đen này. Đứng ngay cạnh tôi đây đang là một mẫu xe mà có thể nói rằng là cũng là một cái mẫu xe rất yêu thích của người Việt Nam chúng ta, Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu sản xuất năm 2019.
Nói tới Hyundai Santa Fe thì chúng ta có thể biết rằng là máy dầu là một trong những sự lựa chọn và cũng như là được rất nhiều người Việt Nam chúng ta yêu thích. Chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2019 này mới đi được khoảng tầm 1,8 vạn thôi ạ. Và đang có mức giá là 1,248 triệu đồng. Cũng sẽ giảm ngay 15 triệu đồng cho tất cả những quý khách hàng quan tâm tới những mẫu xe tại Thành Long Auto. Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu Premium, bản cao cấp nhất. Đây là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản cao cấp nhất của máy dầu ạ. Xe còn rất mới bởi vì mới đi được có khoảng tầm hơn 1 vạn km thôi. Và bên đây là một chiếc xe giá rẻ nhưng nó còn rất mới và còn rất bền. Đó là chiếc Toyota Vios G phiên bản 2019. Một chiếc xe chỉ mới một chủ từ đầu thôi và chủ nhân đi rất giữ gìn. 329 triệu đồng. Cũng sẽ giảm ngay khoảng tầm 15 triệu đồng cho tất cả những quý khách hàng. Một mẫu xe mà chủ đi rất giữ gìn, mọi thứ còn nguyên bản. Toyota Vios G. Chúng ta có thể mua mẫu xe này cho vợ của mình, cho bố, cho những người thân đang mong muốn sở hữu cho mình một chiếc xe để làm nhu cầu phương tiện đi lại đơn giản thôi ạ. Sau chiếc Vios G này là chiếc Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn sản xuất năm 2018. Mẫu xe này còn rất mới, mới đi được khoảng 7.000 cây thôi. Hyundai Accent phiên bản tiêu chuẩn đang được chào bán với mức giá là 493 triệu đồng, cũng sẽ giảm trực tiếp 15 triệu đồng vào mùa dịch này cho tất cả những khách hàng quan tâm tới những mẫu xe đang có mặt tại Thành Long. Bên cạnh tôi đây đang là Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2017. Đây là bản full máy dầu sản xuất năm 2017 thôi. Và chiếc xe này mới đi được khoảng tầm 21.000 km và mức giá chào bán là 969 triệu đồng, cũng vẫn sẽ giảm trực tiếp 15 triệu đồng và giao xe tại nhà cho khách hàng check. Kể cả những quý khách hàng ở tỉnh, chúng tôi vẫn sẽ giao xe tại nhà luôn. Máy dầu bản full. Bản full của máy dầu thì được trang bị rất nhiều những tính năng như là hai vị trí nhớ ghế, sưởi ghế cho hai hàng ghế trước, cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Nội thất còn rất là mới, chúng ta có thể nhìn ngắm nó một chút ạ. Và bên đây là cũng là Hyundai, Hyundai Kona phiên bản 2.0 đặc biệt màu đỏ biển thành phố. Mẫu xe này mới đi được khoảng tầm 1,3 vạn thôi ạ. 1,3 vạn cho Hyundai Kona. Chiếc xe đang được chào bán với mức giá là 689 triệu đồng. Cũng sẽ giảm trực tiếp 15 triệu đồng cho tất cả những quý khách hàng quan tâm tới những mẫu xe đang có mặt tại Thành Long Auto. Hyundai Kona phiên bản 2.0 đặc biệt. Cam kết không đâm đụng, không ngập nước, bảo hành về động cơ hộp số máy móc lên tới 12 tháng. Phía sau chiếc Hyundai Kona này là một chiếc xe cũng tới từ Hàn Quốc luôn. Kia Cerato phiên bản Luxury 1.6. Phiên bản cao cấp nhất của 1.6 luôn, có cửa sổ trời. Và chiếc xe này mới đi được khoảng 6.000 km thôi, với mức giá chào bán là 669 triệu đồng, cũng sẽ giảm trực tiếp 15 triệu đồng cho tất cả những quý khách hàng đang quan tâm tới những mẫu xe đang có mặt tại Thành Long. Kia Cerato phiên bản Luxury 1.6. Và ngay sau đây, sau tôi là chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2018 phiên bản máy xăng, đang được chào bán với mức giá là 975 triệu đồng, cũng sẽ giảm trực tiếp 15 triệu đồng. Tất cả những mẫu xe đều giảm trực tiếp 15 triệu đồng cho tất cả những quý khách hàng. Đây là một chiếc xe bản full máy xăng sản xuất năm 2018 biển thành phố, 975 triệu đồng, giảm ngay 15 triệu đồng. Và đây là chiếc Honda CR-V sản xuất năm 2018 phiên bản G, động cơ 1.5 turbo. Chiếc xe cũng đang được Thành Long chào bán với mức giá là 969 triệu đồng. Xe còn rất là mới, quý vị và các bạn có thể nhìn thấy. Bên cạnh chiếc Honda CR-V lại là một chiếc Hyundai Santa Fe máy xăng sản xuất năm 2017 màu trắng, cũng đang được Thành Long chào bán với mức giá là 899 triệu đồng. Đây là bản full
Bản 2.4 full xăng đặc biệt. Bản full thì được trang bị rất nhiều những tính năng. Sửa hai vị trí nhớ ghế. Còn một chiếc xe phía đằng sau, xin mời. Chiếc xe ở đây là Mazda CX-5 phiên bản 2.5 biển thành phố, được chào bán với mức giá là 899 triệu đồng. Phiên bản 2.5. Và nếu như quý vị và các bạn quan tâm tới những mẫu xe đang có mặt tại Thành Long thì hãy nhấc máy lên và gọi cho chúng tôi theo số hotline 0911732888 hoặc 0944016293. Tất cả những mẫu xe đang có mặt tại Thành Long trong mùa dịch này, chúng tôi sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho tất cả những quý khách hàng, hỗ trợ trả góp lên tới 70%, cam kết không đâm đụng, không ngập nước. Và hãy nhấc máy lên gọi cho chúng tôi theo số hotline 0911732888. Còn ngay bây giờ, xin chào.